Chào mọi người, mình tên là Hạnh. Hôm nay cả gia đình mình tổ chức đi biển, đi câu cá ở Rhode Island. Mình quay video này cho mọi người xem nhá. Chỗ này là bán lobster, đây cái bảng là lobster. Chỗ này là chỗ cái bến mà người ta đi đánh cá, đánh tôm, đánh ghẹ. Nói chung là về đồ biển là người ta đậu qua cái bến này. Nè, đó, cái bến tàu của người ta nè, đó. Còn mấy cái giỏ này để người ta đi câu ghẹ nè, câu cua nè. Đó. Đó. Cái bến của nó đó. Đây là cái bến này. Còn bên kia là cái bến tàu của mấy người tư nhân, người ta muốn đi đi chơi. Đó là cái bến bên kia. Đó. Mọi người thấy không? Yeah. Mình đi lên trên này. Không biết trên kia có cá đi chơi. Giờ mình đi lên đây để coi được. Ngoài nói đen trên này hả? Nè, đó.
Nó chưa vô hả? Câu vô nè, đó. Đây là câu cá cơm nè, đó, bỏ cái giọt xuống đó. Coi đó con, coi đó. Té đó con. Đi quê, ông ngoại kìa, ông ngoại vô chứ. Ông ngoại coi nó đó nha, ông ngoại. Té nó đó. Rồi nó xả cái bọt nước nha. Nước mực á. Ờ. Nó té nước mực á. Rồi nó xả nhiều á thì té nó lên to. Bữa đi thêm cái gì đó. Bữa nay đi lỗ dầu hả? Không có cây. Cái chiếc tàu này vô chỗ đây nó quậy lên cái đó nè, món nhắc đó, cái nào nó đi á. Bữa hai chiếc nó đậu đây, chiếc đây chiếc mực quá trời á, nó đi vô mực á, cho nên cái bọt nó ké nó lại quá trời. Bỏ cái mực ra cho nó chạy vô. Bỏ nó vô trong đây. Hết rồi. Hả? Rồi mua mực phòng mà đổ xuống cho nó chạy vô hả? Đó má thảy một hai con cho nó xuống nó vô. Con sống cha con.
con cây bếp đi, mình về mình luộc bánh tráng. Yeah, đi ham nhẹ quá hả? Ham nhiều quá, nó đi câu này đi câu nọ cho nên nó sợ quá, nó chạy hết trơn. Đòi cá cây bé anh đi làm mất tiêu. Đâu rồi, có dính không? Không thấy ảnh. Không thấy ảnh. Nên tâm sự với bà Mỹ rồi cho nó rồi. Bỏ con mực xuống, thảy ra cho nó mời nó qua. Trời ơi, mực cá, không cá. Con mực đó, má thảy trên đây nè, rồi nó chạy qua, thử coi. Hả? Ông kêu ông ngoại đưa nè, đưa cho ngồi câu. Qua câu đi. Đứng xe chỗ đó thôi con, để nó sụp qua. Sao má ngồi chỗ này ghê má. Xê lại chỗ kia không? Thay lời xê lại chỗ kia. Chắc vậy. Thay vì hai người đi quay phim này thành nó giật lên coi có không con, lấy lên là ném ra lại vậy hả? À, coi đứa cháu của mình này, đang câu cá nè đó. It's a good time. Coi thử bên đây mấy giờ lâu thay? 2 giờ mấy? 2 giờ mấy mà bây giờ mới ta thấy giống như nó đang lâu rồi. Nó cạn từ từ. Hôm nay nó cạn quá. Con vịt nó đang chờ có cá nó ăn nè. Con cầm nhiều nhất lên nhất xuống ngoài vậy. Ủa nó ăn mồi giả hả? Chứ nó không ăn mồi ấy hả? Ủa thấy má con sô sô mà. Trên đó. Ở đâu?
Okay, so you get something? Đi ngát kia kia. Go this way, go this way. Yêu ăn rác. Dạ dạ. Ở đó mình coi coi. Đi ngõ này này con. Yeah, yeah, I know. You want them? Yeah, I try, but I don't know how to eat it. How about this one? Did you sell it too? No. Can't. Go. What? Oh, what? What? Okay. Oh, you not take a ceremony? Good. Take him, take him. No. He ain't gonna bite. No, no, bite. He won't bite. No, dead. No, he's dead. Rồi. Okay. He's dead. Oh, nó còn. It's still alive. Thank you. Oh. It's okay. Cầm ở đây con. Cầm ở đây làm sao đâu. Nó không có ấy đâu. No body. Để bỏ cái xô, để bỏ cái xô. Đây, 10 đồng một con cá đây nè. Đó. Do you have something else? Giống như cái lạc vậy ha. Nó giống như cái lạc vậy đó. Dạ đúng rồi, giống như cái lạc nè. Đó, 10 đồng con đây nè. Đưa cái kia cho ổng, đưa cho ổng. Đưa cái kia cho ổng cho cái gì. Yeah, put them in, $20. Yeah. Ồ, cái đó ngon đó, mua được hả? Ổng cho. Không cho hả? No, give me a whole thing. Thank you. Thank okay. you very much. Thank okay. you. Bye bye. No, you did not sell? Give me 20. Họ đưa 20 đồng, không bán hết. Give me some more. Yeah, give some more. What's the $10? Come on, come on. $2 piece. I only give you 5. Go, go. No, one more. One more. That's it. That's it. One more, that's it. Good. Thank you. Thank you. Thank you very much. Merry Christmas. Yeah, yeah. Too. Not too late. Where are you guys from? Narragansett? Danbury. Oh, Danbury? Yeah. Oh, God. You've come a long way. Of course, see? That's why you give up. Go to the fishing. Yep. Call me. Take my number. What's your number? Huh? Where? Oh, where? Take my number. Oh. 860. Hold on. Try number again. Hôm nay ông kia điện thoại có gì mình gọi mình mua. Ok. 860. Hold on, hold on, hold on, please. You want me to do it, hi? Yeah, cut it up for you. 860. Uh-huh. 913. 63. 53. Got it? Yeah.
Okay. Is it 8 6? Good. 910-910-6353. That, yeah. Ủa sao gọi sống là 8 no 913 6 910. Calling. Got it. I got it. Oh, you got it. Okay. Thank you. Okay, here go. Turn off now. Yes. 10 đồng con cá nó bự cơ cô. Yeah. Cá đó đó. Cô biết giờ làm gì không? Cô cắt xong rồi á làm kho keo á, mở với nghệ rồi đó. Rồi cô kho keo lên nó ngon lắm á. Hoặc là cô nấu canh chua cũng được nữa. Dạ. Yeah. Ở 20 đồng tổng cộng đó chị. Yeah. Trời quá trời rẻ luôn đó. Yeah. Tại vì chị biết cái Black Sea Bass này bán nhiêu không? 5 đồng một phao. Yeah. 20 đồng đây, một đống cá đây. Đó. Quá trời luôn này. Câu thì không có mà mua thì mua cá để cho bò. Đem về nói hồ câu. À, đem về nói hồ câu. Đó là câu quá trời cho nên bà con đi câu đó. Trình á, thường thường mới ăn nhậu ông làm rất là ngon. Rồi hết rồi đó. Yeah. Đây ở xem. Cá trình. Lột da ra. Rồi chị ôm. Ôm rồi kho khô nó cắn. Đã chưa đó, còn sống luôn mà. Bữa nó bán 10 đồng con nó rẻ đó chị. Rẻ con đó. À. Nó có cá con gì nữa. Để nói mình mua trước nó xả em lại em lấy nó. Mới câu. Mới câu xem mà chết rồi. Con này câu cái đó này đã chưa có nè. Qua khỏi cái tàu thứ hai là có ảnh rồi. Có con nào nữa hả? Cái này mấy phao luôn á. Vâng. 5 6 con cá. Con cá còn cái gì nữa nè. Ông đi ra ngồi xong ông đi vô. Trình đây về lục. Ông nha, ông cho số điện thoại. Ông nói gọi ông nếu có cá thì gọi cho ông. Ông bán cho mình. Thì không đi nữa nè phải không? Không đi ra ngồi không đánh cá không vô đó. Cái gì vậy ta? Đây coi cái con coi. Coi đi vòng vòng bên nào có mình lấy cái đúng một chỗ nhiều khi nó không vô.
Rồi câu được cái gì nữa rồi? Cái bóng nè. Phải đi vòng vòng mới được. Bữa nay không có. Bữa nay không có rồi. Mà câu kiểu gì vậy Tyler? Câu kiểu gì không có cá mà rối tung hết cái cần câu vậy? Cũng không thấy luôn. Cá con luôn hả? Ừ. Trên đi đâu thấy con nào đâu, cá con. Ở trước nhiều lắm á, cá con đi, nhiều lắm. Vô đứng vô trong cho nó tiến nhiều đâu. Ném hết nó mới giục xuống đây rồi nó chạy hoài thôi. Nó đánh hơi nó mới đạp. Thường thường mới thấy không, nó đạp cua đạp vỏ nó đạp xong rồi nó có thấy đánh hơi cái nó chạy tới lại cho mình. Đó, để coi thử nó có lại không nè. Đó. Ở đây nước trong quá mà. Nó cạn nữa. Đây, mới dính được một con nữa đây. Một con cá. Dục mà nó không đu luôn kìa. Nghĩa là không có. Con xít ra con, xít ra, xít ra. Ủa, cá nhầm á, cá nhầm á anh. Ừ, câu được con cá nhầm nè. Trời ơi, đã chưa? Giống cá liềm kiềm quá ha. Ừ. Có mồi thảy xuống nè, chị thảy xuống nè. Vậy là cái số của chú câu cá nhiều hơn cô nãy giờ không thấy. Chú là bả xuống là ăn, bả xuống là ăn. Dạ, yeah, đó. Đó, đó. Các
cơm đó bên đây nè, quá trời luôn nè. Nó đang vô đó. Nghĩa là mình bỏ đồ xuống rồi nó đang vô đó má mi. Nè nó đang vô nè, quá trời ba con bên đây nè. Đó, đó thấy không mọi người, các con nó đang bơi bơi đó. Đó, đó một đàn của nó luôn nè. Trời quá trời má, bỏ qua bên đây nè má. Nè nó cắt con nè má, nó đang đi 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 qua bên đây một đàn đàn luôn kìa. Trời ơi con này. Wow. Để nó vậy nè. Để nó đi. Trời thấy cá nó quá trời luôn kìa. Oh, I see it. You see it? Nè, đang vô cá kìa, mấy con mà cá ấy luôn kìa. Đó. Nè ba con ở chỗ đây nè, quá trời luôn đây. Đâu đưa đây đưa con cầm cho má, bà xuống đây. Thì đưa đây. Hình như cái này phải cầm xa xa ra. Đi
Ờ, cá kho ghi nhỏ, cá kho ghi nhỏ. Yeah. Cái nó kế đó nhé. Không, cái mới bữa mới nhiều chứ hôm nay kế.